Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 11. Tại phiên họp này, Chính phủ đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm, chuẩn bị dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012. Chính phủ cũng đã dành thời gian thảo luận về định hướng phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, các đề án tái cơ cấu bao gồm đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và đề án tái cơ cấu đầu tư. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm và tình hình cả năm 2011, các thành viên chính phủ cho rằng việc triển khai nghị quyết 11 với những giải pháp đồng bộ đã tạo ra những kết quả tích cực bước đầu, nhất là đã kiềm chế được lạm phát, cơ bản đảm bảo kinh tế vĩ mô và duy trì được mức tăng trưởng hợp lý. Nhiều cơ quan dự báo và điều hành chính sách vĩ mô của chính phủ cho rằng đến hết năm nay, lạm phát sẽ kiểm soát ở con số 18%, tăng trưởng GDP khoảng 6%. Trong khó khăn, vẫn có nhiều điểm sáng trong nền kinh tế như xuất khẩu tăng gần 35% và cả năm dự báo tăng 33% so với năm 2010. Nhập siêu giảm đáng kể và thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Công nghiệp tăng trưởng khá và ngành nông nghiệp phát triển ổn định, đạt mức kỷ lục về sản lượng lương thực. Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo được đảm bảo. Nhất trí với mục tiêu tiếp tục kiềm chế lạm phát khoảng 9%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng hợp lý khoảng 6% trong năm 2012. Song nhiều thành viên chính phủ cũng dự báo năm tới, sức ép lạm phát không còn lớn nhưng sẽ xuất hiện sức ép về tăng trưởng. Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp và khó khăn của nền kinh tế thế giới, xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn năm 2011. Do đó, về cơ bản, vẫn phải giữ khuôn khổ chính sách như năm nay, song trong điều hành phải linh hoạt hơn, trong đó có chính sách tiền tệ tín dụng với việc tăng cung tiền tới giới hạn cho phép, có lộ trình giảm lãi suất cho vay xuống xấp xỉ 10% vào cuối năm 2012. Chẳng hạn, chỉ cần giảm lãi suất cho vay từ 18% hiện nay xuống còn khoảng 14%, sẽ giúp giảm chi phí cho toàn bộ nền kinh tế và doanh nghiệp khoảng 100.000 tỷ đồng. Một con số mà không một chính sách ưu đãi thuế nào đối với doanh nghiệp có thể thực hiện được. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng năm 2012, để đảm bảo được mức tăng trưởng khoảng 6%, kiềm chế lạm phát ở mức 9%, chính sách tiền tệ và tài khóa vẫn giữ vai trò quyết định, đặc biệt là chính sách tiền tệ. Do đó, thời điểm này, giảm lãi suất là một yếu tố quan trọng nhất để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng. Bị tập trung là vấn đề lãi suất. Các anh xử lý không được lãi suất là thất bại. Hôm nay tôi nói như thế đó. Không xử lý được lãi suất mà để lãi suất cao tiếp tục thế này là thất bại. Thất bại cái gì? Sẽ không có tăng trưởng là khoảng 6. Rồi sẽ lạm phát cũng sẽ lẫn quẩn rồi cũng khó xuống 9%. Cho nên ngân hàng các đồng chí bàn coi. Thì sáng cũng có ý kiến đó, bây giờ đó có nên là lúc này có nên tiếp tục duy trì lãi suất huy động gì không, hay là thôi lãi suất huy động này đi mà là ta cứ là tính lãi suất cho vay, thấy không? Đó, bây giờ mình điều hành đó là nó có phù hợp đi. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, bên cạnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước mắt phải tính toán hạ giảm dần mặt bằng lãi suất, ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, tăng cường kiểm soát giá, giữ giá cả ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Cùng với tiếp tục tăng cường kiểm soát nhập siêu, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng xa xỉ chưa thực sự cần thiết, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Về nhiệm vụ năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ban soạn thảo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm